Con có từng nghe sư Thích Giác Khang nói là linh hồn được xem như dòng điện, và sư Giác Khang giảng về vấn đề đó cũng rất là thâm sâu. Do sư Giác Khang nói sư có tìm hiểu về duy thức nên thấy rõ, xin sư giải thích giúp con. Sư chỉ nói những gì mà Phật nói, không nói những gì Phật không nói, chỉ đơn giản như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn thì Ngài khẳng định là không có cái gọi là linh hồn. Nếu như mà mình nghĩ là mình giỏi hơn Phật thì mình cứ làm. Tại vì Đức Thế Tôn có bốn vô sở úy, tức là cái gì Ngài đã nói thì không sai được. Còn khi mình nói ngược lại thì đó là chuyện của mình. Giống như Đức Thế Tôn chỉ con đường này là con đường đi đến sự thoát khổ, thì mình nói không, tôi không tin, tôi đi đường khác. Thì mình cứ đi đường khác, rồi tới hậu mình khổ thì đó là việc của mình. Mình chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Còn quý vị hiểu rõ hơn, muốn hiểu rõ hơn về thân và tâm á, thì hãy học A Tỳ Đàm thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Và sư cũng từng nói với quý vị rồi là sư không cần biết, nói nó hơi kỳ nhưng mà sư không cần biết quý vị nghe ai nói thầy quý vị là ai. Sư chỉ cần biết Phật có nói hay không, Phật dạy như thế nào là đủ rồi. Chứ còn Phật dạy là chắc cú, chắc ăn, còn người khác nói thì thôi không chắc.